Mẹ, con, khuya lắm rồi, đèn đuốc hết dầu tắt ngổm tối om, sao con không ngừng tay đi nghỉ? Mẹ ơi, sao giờ này mẹ vẫn chưa đi ngủ vậy mẹ? Làm sao mà mẹ ngủ được con? Nằm nghe tiếng quay tơ khuya lơ khuya lắc, mẹ xót xa cho cảnh cô đơn của con. Giữa núi rừng hoang vắng thì làm gì có người reo ngựa hí, nếu không phải là quân sĩ của triều đình lùng giặc bắt cướp thì cũng là phường đuổi hổ rượt treo. Không khéo việc Kim Liên tráo hôn Đỗ Bệ khiến chúa Phiên khó dễ vua ta, phải sanh chuyện can qua ngoài biến địa. Hay hay họ Bùi bất nghĩa điềm chỉ tận đây cho quan quân triều đình đến để con. Mẹ ơi, mẹ đã thương đùm bọc chở che con muôn đội ơn lòng, nhưng không biết phương trời xa nghiêm thân còn mất lẽ nào. Khuya như vậy mà lừa ngựa nào vào đây? Con ơi, có gió ngựa đi vào nhà mẹ ơi. Con ơi, nó tới rồi con ơi. Con hãy liệu trốn đi, khi mẹ ăn thua với chúng, nhắm hướng núi sông mà chạy, chạy thật nhanh nghe con. Dạ, mẹ ơi, mẹ coi chừng nghe mẹ. Đi đi, đừng lo cho mẹ. Dạ, dạ, con đi. Có ai trong nhà không? Ai? Ai mà gọi cửa nửa đêm nửa hôm vậy? Tôi là kẻ lạc bước lỡ đường, xin gia chủ thương tình cho nhờ chén nước. Xin lỗi, trong nhà có nữ giới, chẳng tiện mở cửa cho nam nhân. Quan khách cảm phiền vào trong núi sâu kia kìa mà tìm nơi trọ đỡ. Ngắm ngọn đèn khi tỏ khi mờ, khi còn khi mắt, tìm đến đây cũng đã quá nửa đêm. Xin gia chủ cho tì hiềm lo rực giặc lạc đường, xin chỉ dùm nẻo ra bi ngại. Hả? Nói vậy người là tướng triều giết giặc ô quá à? Dưng vậy thì mời vào, mời vào. Dạ, chào lão mẫu. Dạ, dạ bẩm ngài, ngài đây là... Như tôi đây là quốc trạng nguyên nhung bình nguyễn đại soi, ra dương quang phục mạng triều đình, thúc quân dốc lòng trừ giặc ô qua, kém lại cho chúng dân một cuộc sống an hòa. Vừa đến biên thùy đụng ngay trại quân của giặc, động đánh khiên khoa khiến lỡ đất lòng trời. Nguyễn Nhung uy vũ ngàn dọc tung hoành, địch quân hốc hoảng đốt quả mù giải đi. Lại số toàn quân cùng tướng hùng cốt độc, tràn lên đè đánh một trận kinh hồn. Bổn chức
chống lòng thần quái ngăn chặn tận xế chiều. Thấy phơi đầy đồng mau chảy thành sông, chống giật tiến công dập dùi ta đuổi, hoàng hôn chặt giật đốt cột chạy dài. Quốc trạng có tài đánh một trận sông ngay, rồng mây cá nước dậy dùng tội chí nam nghi. Lẽ nào quốc trạng buông tha cho tên khúc đột, muốn chức thúc ngựa dục theo một bước không rời, đắm vào cổ ngựa chặt phân lấy đầu, ngẩng lên trời tối hù giữa rừng chẳng thấy lối ra. Quỷ quả bốn ba người quay ngựa mệt, giữa rừng lạc bước chẳng sao không mọc. Trước mặt sau lưng còn một màu đen tối, đành phải đợi chờ rạng sáng hôm sau. Bỗng thấy xa xa xuất hiện một ánh đèn, khi to khi mờ thấp thoáng giữa rừng đêm. Ngờ đâu giữa chốn sơn cùng có mái nhà và có cả tình dân. À, thì ra nhờ ánh đèn của kẻ thức làm khuya mà. Vâng, nhờ ánh đèn lẻ lối mà tôi đi chết. Mãi mê nói chuyện mà quên mời quốc trạng ngồi. Dạ, mời quốc trạng ngồi. Dạ, ngồi đây. Cảm ơn lão mẫu. Dạ, kính bẩm lão mẫu. Chẳng hay người trong bức họa này là chi của lão mẫu? Dạ, à, dạ, đó là thằng con rể của già này đó. Nó chết cũng 3-4 năm rồi. Thôi, để già đi đun nước mời quan nha. Dạ, kính bẩm lão mẫu. Nếu bản chức không làm thì... Người là ai? Sao dung mạo giống ta như vậy? Ta với người có quen biết nhau không? Người đang rung cây, còn cả rễ lẫn cành. Đánh nay đó mà thằng quỷ lắm lắm. Dáng điệu này ta nhớ lại trận đánh bọn Lục Lâm. À, ta nhớ lại rồi, trận chiến Hạ Phong Lai dẹp tan lũ cướp tại Sơn Bằng. Nét đan thanh quả cảm hào hùng, lõng triều thần sống động quay nghiêm. Người mà ta hằng thiết tha mong nhớ, một buổi chiều hạnh ngộ giữa điêu linh. Nguyệt Nga chắc nhưng không, Nguyệt Nga đã cống phiên theo lệnh của triều đình. Nguyệt Nga ơi, để cho cành hoa gió cuồng, ta thật hổ phận. Bách Tùng biết lấy ai nhắn gửi đôi lời bụi ngồi đừng ngồi không an già. Lòng ta Nguyệt Nga ơi hỡi Nguyệt Nga, ta quyết tìm nàng tận phiên bang. Này nét của ai nếu chẳng duyên thì
thù ta đâu lạc vào nơi đây. Nhưng lại thơ trên quạt lụa vẫn còn đây, những tuổi xuân đi sao ngăn ngùi tấn gan, anh riêng vẹn trường tròn vẹn nghĩa trong mai. Quyệt Nga, Quyệt Nga ơi, dẫu phiên quốc có muôn trùng xá thẩm, ta cũng biết đạp bằng sóng núi để gặp nàng cho thỏa bao tháng ngày xả cách nhớ mong. Nhưng ai, ai là người chứng kiến việc riêng của ta giữa quan núi vắng để ghi lại đây một chiến tích đủ cơ bản? Ai, ai? Già đây mà, gia chủ đây mà. Dạ kính chào, kính bẩm lão mẫu. Ông anh đây được bao nhiêu niên kỷ? Tại sao lìa trần? Vợ có còn mặt ra sao, thưa lão mẫu? Ôi, câu chuyện nó rất đổi thương tâm. Nó mất đã được 3 năm. Phải chăng anh có vợ đuôi mù? Dạ à, chuyện này thì hỏi lại vợ nó chắc ăn. Nguyệt Nga, Nguyệt Nga ra đây chào mừng quốc trạng đi con. Dạ, con dân nhà Bần xin lại mừng quốc trạng. Thưa lão mẫu, xin phép lão mẫu cho bổn chức hỏi chị đây vài lời về ăn quá cố trong nhà có được không? Dạ, quốc trạng đã truyền thì con của già phải dâng theo lời vàng ngọc. Nè con, hãy lễ phép thưa qua khi người hỏi, để mẹ đây cho ngựa của ngài dài bụng thóc nghe con. À, thưa chị, người tiết hạnh thật là cao quý, những lời thố thiển không làm quấy đục tấm lòng trinh, xin người qua bữa nể tình mà bỏ lỗi. Nghe lão mẫu nói anh ở nhà thọ nạn giống thân, bẩm đốt tai tính lại đã 3-4 năm dư rồi thì phải. Dạ, điều đó mẹ tôi nói lại chẳng sai. Chồng tôi giữa đường thọ nạn tham thương, thi thể đành chôn vùi nơi đất lạ quê xa, nay đã rẻ bầy cung loan. Ôi những lời đoán thề, chỉ non xanh nó biết mình thề hòa. Lòng quý dung dấu người cố thế kẻ anh anh nhà trống rất quá cảm hào hùng, chắc cũng đang mơ phúc tương hùng. Nhưng trở chiêu thai chồng nóng lòng gặp vợ, vợ cũng muốn nhìn chồng mà chẳng dám hở môi. Dám hỏi chị, anh nhà trống bất quả được gọi là chí? Dạ, chồng tôi họ Lục, tên là Vân Tiên. Hả? Phải rồi, đúng rồi, Lục Vân Tiên. Dần thơ ân nghĩa xây duyên nợ, quạt lụa làm tính chẳng mối mai. Thiên
tội danh thành ràng chi trai. Sao sanh chứng chiếu tình kiếm cài, nước biết non thề nghĩa trúc mai. Dân tiên Nguyệt Nga, Nguyệt Nga ơi, ta muốn hỏi gì sao trời và cái nghiệt làm tình làm tội cho đôi ta mỗi người mỗi ngà. Ta muốn biết bởi đâu đất sâu muôn trường không tưởng không thương ghét ghen vùi dập mỗi đứa một phương. Cao sanh ơi, tại vì đâu phần số không ai đắm chìm ngoài thiên nhai hải giác, để cho Nguyệt Nga trầm luân khổ ải sơ xác hình mãi giàu giải phong. Mây tan dần những lối vàng, tận mặt nhau mà lệ không tràn. Lệ tuôn dắt trên đường dài đau khổ, một thân tứ cố dầu dài gió phạm thương tai thân gái dặm trường người thuê cát lòng thành nơi cầu xương điểm cò tình đời sau càng muôn nẻo khôn dò chúng thủy tìm nhau ta tự hào vàng cao lửa đỏ. Ôi giây phút nghẹn ngào tưởng chừng lễ trào bỡ ngỡ tương hồi có lẽ nào không, đây không phải là giấc chim bao Nguyệt Nga ơi, không phải là chim bao. Dân tiên hỡi, hạnh phúc đã có lần ngập đến và lòe nhanh, và sau đó bất chợt tiếng tan như gió thoảng qua mình. Ngọc vùi trong lửa đỏ mới biết ngọc trong ngần. Lần tương hội này là lần vĩnh viễn, không trợ lực nào ngăn cách nổi đôi ta. Dân tiên hỡi, dù sống hay chết thì chàng vẫn là chồng của Nguyệt Nga. Ba năm sắc tính một già, bước qua một đời mà thôi. Thương nàng lững đững thời xuân sắc long đông phần bạc má hồng con tàu lá lai thảm cảnh bạc đen khổ ai một đời nói chẳng nên lời. Ôi đau đớn lòng ta mặt sông số gai tan mấy năm dài vô điểm nét trang đài thêm đẹp dáng hình ai. Ôi gian thương thay cô gái để tan chồng Nguyệt Nga ơi, ta mang ơn nghĩa của nàng đền bù bao kiếp nữa cho vừa cho xứng với những thiệt thòi lo lớn của một kiếp long đông. Lục lan hỡi ơn cứu mạng trước kia sao chàng không nhắc nhở khen ngợi làm gì hai chữ thủy chung, trong khi ai ai
hai con. Mẹ, mẹ đã nghe rõ rồi. Mẹ mừng, mẹ mừng cho hai con đó. Con xin cảm ơn mẹ. Nguyệt Nga, Dân Tiên. Tâm ca mắc cỡ cả nhà ơi, hát chuyên nghiệp, diễn chuyên nghiệp.